với quan điểm hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 tại quyết định số 1068 ngày 22 tháng 8 năm 2019 và duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 tại quyết định số 2205 ngày 24 tháng 12 năm 2020. Tỉnh Sóc Trăng đã cụ thể hóa tại kế hoạch số 110 thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ và chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, 100% cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại các cơ quan có liên quan, 50% cán bộ các cơ quan có liên quan đến công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, 50% cán bộ có hoạt động liên quan đến nghiên cứu và phát triển các cơ sở giáo dục, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển được đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ, và tối thiểu có 250 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có cán bộ được tham gia tập huấn đào tạo các nội dung có liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ. Số đơn đăng ký mới về sở hữu trí tuệ tăng trung bình từ 8 đến 10% trên năm, trong đó tăng số đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, quyền tác giả. Tối thiểu 40% sản phẩm dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình ưu cấp của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để thúc đẩy sự tăng trưởng. Đó chính là cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới và cũng là cái phương án của ngành khoa học công nghệ trong thời gian sắp tới để mà phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng ta cũng biết là đối với đổi mới sáng tạo thì cái việc mà thực hiện cái quyền bảo hộ đối với sở hữu công nghiệp, cái quyền sở hữu trí tuệ thì chúng ta cũng đã có cái chiến lược về bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và cái chương trình để hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của quốc gia. Chính vì vậy cho nên là trong thời gian sắp tới thì chúng tôi tăng cường đẩy mạnh các cái hoạt động truyền thông cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các địa phương tăng cường cái nhận thức cũng như là có cái định hướng, có một cái kế hoạch rất là cụ thể để phát triển tài sản trí tuệ trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì với cái định hướng này thì trong thời gian sắp tới chúng tôi tiếp tục sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, tổ hợp tác để chúng ta thực hiện các cái lớp tập huấn, đồng thời cũng mời các cái chuyên gia để tư vấn rất là cụ thể về việc chúng ta xây dựng các cái hình ảnh, nhận diện thương hiệu như chúng ta vẫn thường nghe các cái cơ quan truyền thông và các anh chị hay nói là định vị được thương hiệu thì sẽ tạo được cái dấu ấn cho cái sản phẩm của mình. Từ cái nền tảng đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là sở hữu trí tuệ với các cái chương trình mà chúng ta đã ký kết với quốc tế thì sẽ trở thành một cái nền tảng rất là quan trọng để chúng ta phát triển cái sản phẩm trong tương lai và gia nhập vào các hiệp ước quốc tế. Với những cái cam kết của Việt Nam khi gia nhập các cái chương trình về sở hữu trí tuệ của thế giới thì chúng tôi cũng từng bước là sẽ tư vấn với các doanh nghiệp cũng như là tham mưu đầy đủ để Ủy ban nhân dân tỉnh có một cái chương trình cụ thể để phát triển cái tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời thì cũng sẽ có cái định hướng sắp tới để xây dựng cái hình ảnh thương hiệu của tỉnh Sóc Trăng đối với các cái sản phẩm nông sản và tích cực phục vụ vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh quốc gia.